vlog đánh dấu cột mốc sau 3 năm đu lại concert. Yeah, và lần này nhân vật chính là dự đoán sẽ là một ngày mà đây là sử dụng nhiều năng lượng nhất trong năm 2023 của tôi. Tôi không nên ngủ được. Get ready, make up. Để chuẩn bị đu đa đu đỡ nha cả nhà yêu của các em. Hy vọng là ấy là kiểu cũng hẹn lại về bảy người hoa răng khóc Tashimana.